Đam Mỹ, Nguyệt Quang Thần Xuyến. Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 23. Các tình yêu của Thiện ơi, sau khi nghe truyện này xong, nếu như cảm thấy hay thì đừng quên nhấn vào nút subscribe, like and share để có thể ủng hộ tinh thần cho Thiện cũng như tác giả nha. Và các bạn cũng đừng quên, hãy nhớ vào trong trang Wattpad của Minh Nguyệt Vô Ưu để vote ủng hộ cho tác giả nhé. Lượt vote càng cao thì tác giả sẽ lại càng có thêm động lực để mà viết truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngụy Châu đứng ở một góc nghe rất rõ giọng nói của Trần Tìm. Bỗng dưng, hắn cảm thấy có chút hồi hộp. Không hiểu sao trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt. Một cảm giác rất khó hiểu đang dần dần xâm chiếm cảm xúc của hắn ta. Khi Trần Tìm vừa lướt qua, hắn lập tức chạy theo gọi lại: Chủ tịch à? Trần Tìm nghe thấy liền xoay đầu lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Trần Tìm, Ngụy Châu bất giác sửng sốt. Hắn thất thần đứng yên một chỗ nhìn y. Không gian xung quanh bỗng dịch chuyển, hắn dường như vừa nhìn thấy cũng là gương mặt này, nhưng rồi lại trong một bộ quần áo khác, là bộ đồ cổ xưa hắn đã từng hai lần nhìn thấy trong giấc mơ. Đột nhiên đầu của Ngụy Châu đau nhói, giống như có ai đó đang dùng búa tạ đập vào. Hắn lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ôm đầu của mình. Nè, cậu không sao chứ? Trần Tiệm vươn tay đỡ lên vai của hắn ta. Ngụy Châu ngẩng đầu lên không tin nổi. Chính là gương mặt này không sai biệt, chỉ là ánh mắt của y trong giấc mơ của hắn ta vô cùng thống khổ, giống như đang phải chịu dằn vặt dày vò. Trong giấc mơ hắn gọi y là sư phụ. Ngụy Châu trợn mắt, môi mấp máy mấy lần, nhưng rồi lại không nói được lời nào, chỉ dương đôi mắt thảng thốt nhìn Trần Tìm. Y không thấy hắn ta nói gì thì có chút nhíu mày khó hiểu. Nè anh à, anh là ai đó? Tại sao lại có thể đứng đây cản đường của chủ tịch chứ? Người thư ký đi bên cạnh từ nãy cho đến giờ nhìn thấy, nhưng mà không kịp phản ứng. Tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi, phải không chứ? Trần Tìm nhìn Ngụy Châu, khàn giọng hỏi một câu như vậy. Y thấy hắn ta có một chút quen thuộc, chỉ là không biết quen thuộc chỗ nào. Ngụy Châu khi nghe y hỏi, hắn ta mới từ từ tỉnh táo lại. Hắn khẽ lắc đầu mấy cái. Hắn chưa từng gặp y, có chăng thì chính là trong giấc mơ của mình, hoặc cũng có thể là chuyện của tiền kiếp. Nhưng nói chuyện này ra thì ai tin chứ? Hay y sẽ mắng hắn ta một tiếng điên? Dạ không có. Trần Tìm gật đầu, nhưng rồi nhìn thấy cái vẻ thất thần của hắn ta, y không an tâm hỏi lại. Cậu thật sự không sao chứ? Có việc cần tìm tôi sao? Đầu của Ngụy Châu rất đau, khiến cho hắn ta không có nghe rõ những gì Trần Tìm vừa hỏi. Hắn không hiểu vì sao mình lại nhìn thấy Trần Tìm trong giấc mơ chứ, lại còn gọi y là sư phụ. Giấc mơ lần trước, hắn còn nhìn thấy một người giống hệt với mình chăm sóc cho y ở trong ngôi nhà tranh giữa cánh rừng. Người ta nói là có chuyện kiếp trước kiếp sau. Có khi nào quả thực kiếp trước bọn họ là sư đồ không chứ? Còn Kình Thiên nữa. Nếu chỉ là một mình Kình Thiên thì còn có thể nói do trùng hợp, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một Trần Tìm. Khi nhìn thấy Kình Thiên, hắn ta vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ nhìn thấy người đàn ông này, bỗng nhiên hắn ta lại thấy thân thiết.
trái tim trong lòng ngực ẩn ẩn đâu. Giống như mình đã từng có một tâm nguyện liên quan đến người này, nhưng chưa được hoàn thành. Hiện tại nhìn thấy Trần Tiềm ở đây, hắn bỗng nhiên thực là muốn khóc. Ngụy Châu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm mình. Trần Tiềm nhíu mày nhìn hắn ta. Người thư ký một bên bỗng lên tiếng. À, nè, tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu chính là người đã cứu cô chủ. Cậu tên là Hứa... Hứa Ngụy Châu có phải hay không chứ? Trần Tiềm liền nhìn lại hắn ta. Ánh mắt của y từ lúc nào bỗng trầm xuống. Dường như trong đáy mắt có một chút giằng xé không rõ nghĩa. Bỗng bàn tay từ trên vai của Ngụy Châu cũng rời đi. Y lạnh lùng bỏ tay vào trong túi quần, cầm hơi ngẩng cao, đáy mắt có một chút tức giận nheo lại nhìn Ngụy Châu. Tôi Ngụy Châu lại mấp máy môi. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này. Hắn muốn nắm lấy bàn tay của y, muốn y đừng dùng cái ánh mắt xa lạ đó nhìn mình. Cảm giác thân thiết đến quá dị này khiến cho Ngụy Châu lời không thể nào thốt ra miệng. Trần Tiềm nhướng mày một cái, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, rồi dứt khoát xoay lưng rời đi. Y nhận ra người này, chẳng trách khi nãy lần đầu tiên nhìn thấy lại cảm giác quen mắt như vậy. Thì ra nó chính là con trai của người đàn bà kia. Tuần trước khi nghe Mai Hoa nói có đưa một người là ân nhân cứu mạng vào Thiên Hoa để làm việc, y tuy là ngoài miệng không ý kiến, nhưng rồi sau khi trở về lại không an tâm, sợ có người tiếp cận con gái của mình với mục đích xấu, cho nên đã cho người điều tra. Thì phát hiện ra Hứa Ngụy Châu chính là đại thiếu gia của tập đoàn Phong Dương. Thông tin về hắn ta không nhiều, cho nên bọn họ cũng không có khai thác được gì nhiều hơn. Điều này đã khiến cho Trần Tiềm vô cùng tức giận. Y nhớ đến Phạm Hương Lan, nhớ về chuyện năm xưa nàng đã từng làm với mình, cũng nhớ về cái việc tồi tệ mà mình đã từng làm với nàng. Nhưng mà sau tất cả, y vẫn hận nàng. Thời gian dù có dài hơn thì nỗi hận cũng chưa từng phôi pha. Vậy mà ngày hôm nay con trai của nàng ta lại đến đây làm việc, nàng có biết hay không chứ? Chẳng phải người mà nàng căm hận nhất chính là mình hay sao chứ? Hứa Ngụy Châu. Trên gương mặt của hắn ta có nét mềm mại xinh đẹp của Hương Lan, nhìn kỹ lại còn vô cùng giống. Trần Tiềm siết chặt bàn tay thành quyền, rồi xoay lưng trời đi. Chủ tịch à? Nhìn thấy Trần Tiềm đi xa, Ngụy Châu liền gọi lớn. Hắn vẫn chưa có hỏi chuyện của Mai Hoa mà. Cho dù kiếp trước bọn họ thực sự có là sư đồ đi chăng nữa, thì kiếp này cũng không phải. Y cũng không biết hắn ta là ai, nhưng mà nhìn thấy người đàn ông này cùng với cái cảm giác thân thiết đó khiến cho hắn ta không thể nào kiềm xuống được cảm xúc của mình. Cho nên mới nảy sinh ra chuyện thất thố như khi nãy. Hắn đã gây ấn tượng xấu cho y rồi. Trần Tiềm dừng chân, nhưng mà không xoay đầu lại. Y vẫn như cũ đưa bóng lưng cao lớn về phía quán ta. Dạ, con hỏi thăm ngoài qua. Cô ấy mấy ngày nay không đi làm. Con... Cậu biết để làm gì chứ? Dạ. Cậu chỉ là một nhân viên, muốn biết tin tức của cấp trên mình làm gì? Đó là chuyện cá nhân, cậu không hiểu sao? Hay dạ, là muốn đùa giỡn trái tim con gái của mình hay sao chứ? Năm đó mẹ của cậu đã đùa giỡn tình cảm của tôi, có hôn ước cùng tôi, hàng tháng vẫn nhận tiền tôi chu cấp.
nhưng mà sau lưng tôi lại qua lại cùng với người đàn ông khác. Bây giờ cậu thì sao chứ? Dòng máu chảy trong cơ thể của các người giống nhau. Có phải cũng là muốn chơi đùa con gái của tôi hay là không chứ? Ngụy Châu nghe thấy lời nói này từ phía của Trần Tiềm. Sáng nay hắn đã nghe những lời giống như vậy từ thư ký của Mai Hoa, nhưng mà cảm giác bình thường. Vì sao hiện tại hắn lại thấy lời nói này có một chút tàn nhẫn chứ? Ngụy Châu nhìn Trần Tiềm, mắt thoáng chút rũ xuống. Không hiểu sao hắn ta không có chán ghét y, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng. Dạ, con xem cô ấy là bạn, cho nên mới hỏi thăm cô ấy. Nếu như Mai Hoa không sao thì con xin lỗi đã làm phiền chủ tịch. Hắn nói xong thì cúi đầu chào y một cái, rồi lầm lũi đi thẳng ra bên ngoài đường. Hắn đi một lúc bỗng chuyển thành chạy. Ngoài kia một trận mưa nặng hạt lại rơi xuống. Trần Tiềm nhìn thấy hình bóng của Hứa Ngụy Châu lẩn khuất vào giữa cơn mưa thì không rõ là tư vị gì cả. Lúc nãy nhìn thấy tổn thương trong đáy mắt của hắn ta, dù là rất nhanh nhưng y đã nhận ra. Bỗng nhiên y cảm thấy hối hận. Khi nãy mình đã nặng lời với hắn ta rồi, dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ. Chuyện của đời trước thì liên quan gì đến nó chứ? Trần Tiềm thở dài một hơi, rồi ra xe tài xế đang đợi sẵn trở về nhà. Hôm nay tâm trạng của y không tốt. Về đến nhà, Trần Tiềm liền hỏi người giúp việc. Nè, con bé đã ăn tối hay là chưa? À, dạ, cô chủ ăn rất là ít đó. Trần Tiềm thở dài. Nè, thêm đó, nấu một ít cháo gà, xé nhuyễn gà rồi trộn gói chua, lát nữa mang lên cho nó. Nó thích ăn nhất chính là món đó đó. À, dạ, ông chủ. Trần Tiềm không đến phòng của mình mà ghé qua phòng Mai Hoa. Sau khi gõ cửa vài tiếng không nghe thấy tiếng trả lời thì y đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tối không ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngoài màn cửa sổ rọi vào. Y không nhìn thấy Mai Hoa đâu cả. Vừa định xuống lầu hỏi người làm thì bỗng thấy ở trong góc phòng có bóng con gái của mình. Trần Tiềm liền bật đèn lên. Đèn. Mai Hoa bị ánh sáng bất ngờ làm cho hoảng sợ, cả người co rúm lại. Con à? Thấy Mai Hoa sợ như vậy, Trần Tiềm liền vươn tay tắt đèn, rồi từ từ tiến đến gần, khuỵ chân xuống nhìn con gái của mình. Mai Hoa, con làm sao vậy chứ hả? Con khó chịu ở đâu sao? Mai Hoa. Mai Hoa thản thốt ngẩng đầu nhìn y, hai tay như cũ ôm lấy đầu gối của mình, ngồi bệt trên mặt đất. À sao? Ừ, là ba đây. Ba, con sợ. Mai Hoa bỗng òa khóc, rồi vùi đầu vào trong lòng của Trần Tiềm khóc thảm. Y giật mình một cái. Mai Hoa biểu hiện rất là khác thường. Y có cảm giác bất an. Y vuốt ve cái đầu nhỏ trong ngực của mình. Cô càng lúc lại càng khóc lớn hơn. Con gái à, có ba ở đây rồi. Không sao, không sao đâu mà. Ngoan, con đừng khóc. Ba ơi, con sợ. Con sợ lắm. Ba đóng cửa chưa ba? Con sợ hắn.
sợ hắn ta. Mai Hoa vừa nói vừa dương mắt nhìn ra bên ngoài cửa, thân thể run rẩy không ngừng. Đừng sợ, đừng sợ mà, bà đã đóng cửa rồi. Con gái à, ngoan, con đừng sợ mà. Trần Tiềm ôm con gái cưng ở trong ngực, nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của cô, y biết có lẽ những ngày qua cô đã trải qua những chuyện kinh khủng, nhưng rồi lại giấu giếm mình. Hoặc cũng có lẽ đó là những cái chuyện không thể nào nói ra. Đợi khi Mai Hoa bình tĩnh trở lại, Trần Tiềm gặng hỏi. Con à, nói cho ba biết đi, có phải là mấy ngày qua con đã gặp chuyện gì tồi tệ hay là không chứ? Hắn mà lúc nãy con nói là ai chứ? Mai Hoa bỗng rời khỏi ngực của y, ngồi thẳng dậy, rũ mắt nhìn xuống sàn. Cô không thể nói, mấy năm trước cô từng nhìn thấy khi ba của mình ở nước ngoài đã gặp gỡ Trần Minh Hiên. Ba có vẻ là sợ cái đó. Trần Minh Hiên không phải là người. Đêm đó cô đã nhìn thấy bàn tay của y đầy móng vuốt màu đen. Nếu như cô nói cho ba của mình biết, chỉ sợ là ba và cả gia đình sẽ tự chuốc họa vào thân. Mai Hoa rất hận Trần Minh Hiên, nhưng mà cô không có thể nào làm hại gia đình của mình được. Con à, ba, con không sao đâu mà. Khi nãy con chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, con không sao mà ba. Mai qua, từ nhỏ con đã không biết nói dối rồi. Ba, con không có nói dối đâu. Con mệt quá, con chỉ là muốn ngủ một lúc đó. Ba cũng đi ngủ sớm đi. Mai Hoa nói xong thì đứng dậy, toàn thân run lẩy bẩy đến giường nằm xuống, kéo chăn trùm đến tận cổ. Trần Tiềm nhìn thấy như vậy cũng không hỏi nữa. Y biết là con gái đang nói dối mình, chỉ là hiện tại tâm trạng của cô chưa ổn định, chỉ sợ ép buộc sẽ khiến cho cô lại càng cảm thấy tồi tệ. Vậy con đi ngủ đi, ba ra ngoài. Mà nè, ba có nói thêm hai nấu cho gà cho con đó, lát nữa con ăn nhiều một chút nghe. Dạ con biết rồi ba. Ừ. Trần Tiềm sửa lại góc chăn cho Mai Hoa rồi rời khỏi. Sau đó đến thư phòng hút thuốc. Một hồi lâu, y gọi điện thoại cho cấp dưới. Ngày mai cậu cho người tìm người tài xế riêng cùng với chiếc xe của Mai qua. Ngày hôm qua vì Mai Hoa đã trở về, cho nên Trần Tiềm ngừng cái việc tìm kiếm. Bình thường thì tài xế dùng chiếc xe của gia đình Mai Hoa, khi có việc cần mới gọi y đến. Mấy ngày nay Mai Hoa không có cần ra ngoài, vì vậy cũng không gọi y. Trần Tiềm vì vậy mà không để ý. Người đó không có gia đình, chỉ là sống một mình ở thành phố này nhiều năm, cho nên nếu mà y thực sự mất tích cũng không ai biết. Dạ ông chủ. Trần Tiềm nhíu mày thành hàng. Ngày mà Mai Hoa mất tích, bãi xe công ty xác nhận cô lên trên xe của tài xế riêng của mình, cho nên nếu cô thực sự đã xảy ra chuyện gì đó thì người tài xế có thể sẽ biết những thông tin cần thiết. Trần Tiềm thở dài một hơi, cảm thấy khó chịu trong lòng. Mai Hoa là đứa con gái thanh thuần, lại được y thương yêu nhất. Nhìn thấy con gái của mình như vậy, y chịu không nổi. Ngoài kia mưa vẫn cứ không ngừng rơi. Hứa Ngụy Châu lúc này đang ngồi trên xe buýt trở về nhà. Tối nay
hắn ta có hẹn đến nhà của Thiếu Bạch ăn cơm. Hắn tựa đầu vào trong thành xe buýt, dương đôi mắt không tiêu cự, xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài đường. Bên ngoài, ánh đèn xanh đỏ lần lượt lướt qua, nhưng một chút hắn ta cũng không để ý. Ngụy Châu đang nhớ đến Trần Tiềm, nhớ gương mặt cùng với giọng nói khàn khàn đặc trưng của y. Tất cả đều vô cùng thân thuộc. Hắn đang nghĩ, không biết là mình có nên đến chùa tìm một vị cao tăng nào đó để có thể giảng giải cho mình nghe về tiền kiếp hậu kiếp hoặc là những chuyện tương tự như vậy hay là không đây. Hắn thật sự rất là muốn biết về người đàn ông đó. Cảm giác y giống như là người thân của mình, là người thân thiết nhất ở trên cõi đời này. Ngụy Châu thực sự muốn lần nữa nhìn thấy Trần Tiềm. Cảm giác thân thiết quen thuộc đó, hắn ta chưa có từng cảm nhận qua với bất kỳ người nào, kể cả ba mẹ của mình. Nhưng lúc này Trần Tiềm đã nói như vậy, hắn là muốn gặp lại y cũng không có đơn giản gì. Mình mất quá chỉ là một nhân viên thực tập cỏn con mà thôi. Xe buýt ngừng lại, vài người lần lượt đi xuống. Ngụy Châu vẫn cứ tựa đầu vào trong thành xe, nhập nhằng trong mớ suy nghĩ, vẫn chưa phát hiện ra mình đã đến trạm gần nhà rồi. Ngụy Châu giật mình nhìn ra bên ngoài, liền thấy hoàn cảnh Du một tay cầm dù, một tay gõ gõ vào trong cửa kính nơi mà hắn ta đang dựa vào, vẻ mặt thể hiện rõ y đang phàn nàn mình. Hắn ta mỉm cười một cái rồi cũng bước xuống xe. Thân thơ vậy à? Là nhớ ta sao? Ngụy Châu không trả lời, chỉ cười cười. Sau đó hai người cùng với nhau từ từ đi vào trong con hẻm nhỏ. Đi được một đoạn, bỗng y nắm lấy bàn tay của hắn ta, đang chặt 10 ngón tay vào nhau. Hắn nhìn xuống nơi nối liền giữa hai cánh tay mà khẽ mỉm cười. Buồn phiền cũng theo gió mưa bay đi mất. Ngụy Châu thích cảm giác này, mỗi ngày trở về đều có người ra đón mình. Hắn cố tình đi sát vào hoàn cảnh Du, vai sánh vai, tay liền tay. Hoàn cảnh Du bỗng choàng tay lên trên vai của hắn ta, làm thế khóa nắm lấy hắn ta lên trên phía trước, áp lưng vào trong ngực của mình. Như vậy sẽ không ướt. Y cúi đầu thì thầm vào trong tai của hắn ta, lại còn tranh thủ hôn lên trên má của hắn ta một cái. Dù che khuất cho nên người đi ngang cũng không có nhìn thấy bọn họ vừa hôn nhau. Ngụy Châu nắm lấy bàn tay đang ôm lấy trên eo của mình, vỗ vỗ mấy cái. Hai người từ từ đi dưới cơn mưa. Đến gần nhà, Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn lên. Căn hộ ở tầng 4 sáng đèn. Thứ ánh sáng mềm mại này làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau khi vào nhà, Ngụy Châu tắm rửa rồi nấu vội cho hoàn cảnh Du vài món đơn giản, dọn ra bàn, gợi sang ăn cơm, sau đó tất tả vào trong phòng thay đồ. Hoàn cảnh Du đang đọc báo ở sofa. Gần đây y ở nhà cho nên rảnh rỗi bắt đầu xem mấy cái tờ báo lá cải về tin tức nghệ sĩ diễn viên. Y mỗi ngày đều chê ổng chê eo, nói nhảm nhí, nhưng mà chưa có thấy y ngừng xem ngày nào cả. Nghe tiếng gọi mềm mại của bạn đời, y liền tặng hắn một cái, bỏ tờ báo xuống, đạo mạo bước sang bàn ăn. Nhưng mà chờ nửa buổi vẫn là không có thấy Ngụy Châu ra cùng ăn với mình. Đến khi y nhìn thấy hắn ta một thân áo phông xám đơn giản, bỏ vào trong quần jean xanh, vẻ như sắp ra bên ngoài, thì y liền đặt cái đôi đũa lên trên bàn cộp một tiếng, tay chắp ở trước ngực, mày nhíu chặt lại, có thể kẹp đến chết một con ruồi. Nè, em đi qua nhà Thiếu Bạch một chút, anh ăn cơm đi. Ngụy Châu vừa nói lại vừa đến tủ lạnh rót nước uống. Lúc quay lại đã không có thấy hoàn cảnh Du đâu nữa.
Y không nói không rằng, từ lúc nào đã ra cửa thay giày, bỗng dưng Ngụy Châu lại nhớ đến mấy cái video hài về mấy con hết kỳ biết chủ của mình đi chơi, liền lập tức phóng lên trên xe chờ sẵn. Hắn ta lắc lắc đầu mấy cái, dường như hắn ta vừa mới hoa mắt thì phải. Hắn ta cảm thấy hoàn cảnh dù và cái con ngáo của mình tự như hòa làm một. Anh cũng muốn đi hay sao chứ? Em cả ngày đi ra bên ngoài, ta ở nhà một mình, buổi tối em còn đi sao? Ngụy Châu gãi gãi đầu. Hắn ta tưởng y thích ở nhà, xem ra thì hình như hắn đã nhầm cái thứ gì đó rồi đi. Nhưng mà hắn ta lại sợ hoàn cảnh dù đến đó nói ra cái lời khó nghe, cho nên mím môi. Cảnh Du à, thực sự thì em chỉ qua bên đó chơi một lúc rồi về, đi nhanh lắm mà. Nè, em có cái gì đang muốn giấu tao hay sao chứ? Y vừa nói lại vừa nắm lấy cầm của Ngụy Châu, hiếp mắt nhìn hắn ta. Đâu có chứ. Em ngày hôm qua hỏi ta có rảnh không, chính là muốn ta đi cùng. Là Thứ Bạch mời ta có đúng không chứ? Ta là ân nhân cứu mạng của cậu ta, đương nhiên là phải mời ta chứ. Là muốn giấu sao? Không muốn ta đi sao chứ? Ngụy Châu chớp chớp mắt mấy cái rồi lơ đãng nhìn vào chỗ khác. Ý tư nhanh chóng bị hoàn cảnh dù nắm bắt, y vô cùng tức giận. Dám đi chơi một mình, người ta mời mà cũng không dắt y theo, rõ ràng chính là có điều uất khuất tức ở trong lòng mà. Hay nhờ, hay là em sợ ta đến đó làm mất mặt của em sao? Em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta chứ gì? Vậy thì đâu có được. Thuộc hạ của bản tôn đều biết mặt của em, còn người thân của em thì không ai biết mặt của ta. Bản tôn hôm nay nhất định là phải đi. Hoàn cảnh dù lấy điện thoại ra, rất nhanh xe đã đến cổng đó bọn họ. Đi cùng còn có Nhiếp Tình. Lúc này y chán nản ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài màn mưa. Hay da, rõ ràng người ta đang ngủ, vì cái gì lại dựng đầu dậy nói cái gì mà đi khám bệnh cho Trịnh Thiếu Bạch chứ? Hay da, hay da, khám bệnh cũng có thể chọn ngày khác kia mà. Nhiếp Tình đang suy nghĩ thì nhìn thấy hoàn cảnh dù cùng với Ngụy Châu che dù đi ra đầu hẻm. Y ngồi trên ghế phó lái mà ngáp dài ngáp ngắn. Đây là... Ngụy Châu chưa có từng gặp qua Nhiếp Tình, cho nên không biết y. Những lần mà y cứu mình đều là lúc mình đã ngất xỉu. Vừa bước vào trong xe, Ngụy Châu đã cúi đầu chào Nhiếp Tình một cái. Dạ, chào chú. Hoàn cảnh dù bật cười một tiếng, khiến cho Nhiếp Tình tức đến muốn dậm chân. Hay da, mình rõ ràng đâu có già đâu chứ. Đây đã là cái người thứ hai gọi mình là chú rồi, thật là bực chết ta mà. Hoàn cảnh dù cũng lại không có cứu vãn thể diện cho thuộc hạ của mình, tặng hắn một tiếng. Đây chính là Nhiếp Tình, là bác sĩ riêng của ta, cũng là người đã chăm sóc cho Trịnh Thiên Bạch lúc mà cứu cậu ấy từ bệnh viện trở về đó. Ồ, ra là vậy sao chứ? Dạ, chào bác sĩ. Thật cảm ơn chú đã chăm sóc cho bạn của con. Cùng mẹ nó. Nhiếp Tình nghiến răng nghiến lợi, gọi chú xưng con thì lại ngọt mà. Càng nói, tim của y lại càng đau đớn đến lợi hại. Y rầu rĩ nhìn qua cái tấm gương nhỏ đặt trong xe. Từ sau khi mà bị Trịnh Thiếu Bạch gọi một tiếng chú, thì gương gần như là vật bất ly thân của Nhiếp Tình. Y thường soi mình mỗi ngày, xem có xuất hiện thêm nếp nhăn hay là không. Yêu quá như bọn họ, rất là sợ thân thể của mình già đi. Vì nếu già thì đồng nghĩa với cái việc linh lực yếu xuống, thân thể không có còn giữ được nét cường tráng trẻ trung, và cái chết đang đến rất là gần. Hoặc là phải tìm một cái cơ thể khác để ký sinh giống như Kình Thiên. Hoàn cảnh dù cùng với Đỗ Duy tuy là lớn tuổi, nhưng bề ngoài chỉ giống như người gần 30 tuổi,
chứng tỏ linh lực cực thịnh. Hoàng Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, rồi nâng cằm của hắn ta lên, từ trên hiếp mắt nhìn xuống hắn ta. Ta đến thăm bạn của em, cũng không đi tay không. Ta mang theo bác sĩ, để đến đó xem bệnh cho cô ta. Còn cả đống kia nữa. Y vừa nói, Lép vừa nhướng mày, hướng mắt về một đống lùm xùm túi lớn túi nhỏ ở dưới sàn xe. Ngụy Châu nhìn thấy thì khó hiểu nhìn y. Là qua ra mắt. Ra mắt sao chứ? Em lúc trước không phải nói mẹ của cô Trịnh đã cho em ăn nhỡ đậu mấy năm trời nay hay sao chứ? Ta là chồng của em, đương nhiên cũng có thể thay em báo đáp chút ân tình. Ngụy Châu bỗng như là dương mắt lớn nhìn y, sau đó cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Cảm động sao? Mới chút đó đã cảm động rồi sao chứ? Em cũng thật dễ bị dụ dỗ mà, ngốc à. Mặt lời của y càm ràm, Ngụy Châu bỗng nắm lấy bàn tay của Hoàng Cảnh Du siết chặt lại. Cảm ơn anh. Hay dạ, cảm động muốn chết rồi đi. Đương nhiên là phải vậy chứ, bản tôn không có làm cho em mất mặt chứ. Bản tôn đây vừa chu đáo, vừa phóng khoáng, vừa trọng lượng là do anh Tuấn. Trên đời này, em cho dù có tìm mỏi mắt cũng là không có thấy người nào có nhiều ưu điểm như bản tôn đâu. Vài bữa đi chơi lại còn không mang theo bản tôn đi, bản tôn nhất định sẽ cắn nát mông của em đó. Hoàng Cảnh Du ôm lấy Ngụy Châu, kéo vào trong ngực của mình, vươn tay nhéo mũi của hắn ta một cái. Ngốc. Bình thường hắn ta cũng khá là cao, nhưng mà hiện tại ở trong ngực của người đàn ông này, Ngụy Châu bỗng trở nên bé nhỏ đến khác thường. Từ ngày gặp y, ở cùng với y, hắn ta cũng bớt đi cứng rắn hơn. Có lẽ tình yêu đã mài mòn những gai nhọn trong lòng của hắn ta, khiến cho hắn ta trở nên nhu thuận khác thường. Ngụy Châu thích cảm giác này, vô cùng thích. Hắn ta không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng là không biết hai người sẽ ở bên nhau bao lâu. Hạnh phúc này liệu hắn ta có thể giữ mãi chứ? Ngụy Châu chưa từng tin vào cái gọi là mãi mãi, nhưng mà lần này hắn ta ước gì mình có thể giữ Hoàng Cảnh Du bên cạnh suốt đời. Hắn có thể hay là không chứ? Nè, phải rồi, khi nào thì anh mới đưa hết kỳ trở về chứ? Anh hôm qua nói đang cho nó đi giao lưu cùng với bạn gái đi. Có chứ, nó đang chơi rất là vui đó. Nó cùng với bạn trai của mình chơi rất vui. Hoàng Cảnh Du nhấn mạnh cái câu cuối một cái, Ngụy Châu liền trợn mắt. Bạn trai sao chứ? Nó là cho được mà. Vậy tôi và em không phải được hay sao chứ? Ngụy Châu nhất thời á khẩu, hắn ta nuốt không có trôi cái tin tức này. Hắn lúc trước còn chờ có con dâu, còn định sẽ tìm con gái nhà có giáo dưỡng về làm dâu. Thật không ngờ. Nhưng mà khoan đã, có bạn trai thì con trai của nhà hắn ta cũng phải đẻ đứa khác chứ. Hắn ta không có chấp nhận con của mình thua thiệt đâu. Hàng khủng như vậy mà. Nè, em thật nhớ nó đó. Nó chính là con trai cưng của em. Khóe môi của Hoàng Cảnh Du giật giật. Nè, phải rồi, ngày trước Minh Hiên và Động Phong đã có đăng ký tên của em vào buổi party thú cưng đó. Em cũng đã đồng ý rồi. Hôm nay người quản lý của buổi tiệc có gửi cho em đó. Là tối ngày mai. Nè, ngày mai anh mà hết kỳ trở về cho em nha. Hoàng Cảnh Du bực mình. Hết kỳ mà về thì y phải làm sao đây chứ? Phải chạy tới chạy lui bận lòng, y thực là không muốn mà. Nè, mấy cái chỗ đó thì có gì vui chứ? Em không cần phải tham gia đâu. Nhưng mà đã hứa rồi, không đi thì không tốt đâu.
Dù gì cũng đã đăng ký rồi. Ta đã nói không tốt chứ là không tốt. Bộ em có quen ai ở đó hay sao chứ? Nè, nhìn cái bộ dạng nhà quê của em có hợp với cái chỗ thượng lưu đó hay là không? Em đến đó, bọn họ sẽ lập tức cười vào trong mặt của em đó. Ngụy Châu mím môi một cái rồi yên lặng không nói gì nữa. Nhưng mà hắn ta cũng rời khỏi ngực của Hoàng Cảnh Du mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hay da, đại thống lĩnh à, ngài quả thực là một con sói ngu ngốc mà. Ai đời lại đi nói như tạt nước lạnh vào trong mặt của bạn đời mình như vậy chứ. Đúng là chó ngu. Nhiếp Tình ngồi ở phía trên không ngừng mắng chửi trong lòng. Cũng đáng lắm đó, bị giận rồi. Ai kêu ngài ngay cái đêm mưa gió lại hành ta chứ. Nào là mua quà, nào là chuẩn bị xe. Thuộc hạ đây chính là bác sĩ đó để thông lĩnh à, không có phải là bảo mẫu của ngài đi. Thuộc hạ đang muốn thăng lương. Khi xe ngừng lại trước cửa chung cư, Ngụy Châu và Nhiếp Tình hai người xách cái túi lớn túi nhỏ vào trong thang máy. Hoàng Cảnh Du ra tướng ông chủ, tay chắp ở sau mông đi phía sau. Rất nhanh, bọn họ đã đứng trước cửa của nhà Thiếu Bạch. Ngụy Châu ấn chuông cửa gọi vài lần thì cánh cửa mở ra. Nè, cậu đến rồi sao? Thiếu Bạch vừa nói lại vừa xoay mặt qua, liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Du thì cúi đầu lễ phép chào y một tiếng. Dạ, xin chào. Ừ, Hoàng Cảnh Du đáp lại. Xuyên qua vai của Thiếu Bạch, y nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhìn khoảng ngoài 30, cùng với Thiếu Bạch hệt như hai chị em. Nàng ta hôm nay mặc một chiếc đầm màu xanh nền nã, mái tóc bồng bềnh uốn dợn sóng thả nhẹ nhàng ở sau lưng. Hoàng Cảnh Du cũng không ngờ mẹ của Trịnh Thiếu Bạch lại trẻ đến như vậy. Nè, đây là mẹ của tôi. Trịnh Thiếu Bạch hướng Hoàng Cảnh Du giới thiệu. Cô à. Ngụy Châu cười với Trịnh Yên Chi một cái. Hoàng Cảnh Du bỗng chen lên phía trước, đứng cạnh ngay bên Ngụy Châu, lại còn thân thiết vòng tay ôm lấy eo của hắn ta, làm hắn giật mình. Xin chào cô, tôi là chồng của Ngụy Châu, gọi tôi là Cảnh Du được rồi. Xung quanh không khí bỗng dừng lại im bặt. Ngụy Châu trợn mắt nhìn Hoàng Cảnh Du. Trịnh Thiếu Bạch thất thần, Trịnh Yên Chi ngẩn người nhìn hai người tình tứ ở trước mặt mình. Nhiếp Tình lúc này mới lên tới nơi, khi nãy là còn vài túi quà còn sót lại trong cốp xe, y phải trở lại lấy. Thiếu Bạch nhìn thấy Nhiếp Tình đi tới thì liền vui vẻ. Chú Tình à, chào chú. Chú cái gì mà chú chứ. Lời còn chưa có kịp dứt thì y nhìn thấy Trịnh Yên Chi đứng bên cạnh của Thiếu Bạch. Nàng nhìn y mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng dịu dàng hồn hậu, tựa như nắng mai lướt nhẹ qua mắt của Nhiếp Tình, làm cho y bất giác cảm thấy mình hình như vừa mới nhìn thấy một thiên thần. Ôi trời ơi, Thiếu Bạch rất nhanh giới thiệu. Mẹ à, đây chính là người bác sĩ đã chăm sóc cho con mà con đã kể cho mẹ nghe lúc nãy đó. Trịnh Yên Chi liền gật đầu chào Nhiếp Tình. Thật cảm ơn anh đã chăm sóc cho con trai của tôi. Tôi là Trịnh Yên Chi, xin chào. Nhiếp Tình bỗng nhiên lại mím môi, vượt lên thuận tay đẩy Hoàng Cảnh Du và Ngụy Châu đang chắn trước cửa qua một bên. Cánh cửa nhà chen chúc đến 5 người cùng một đống đồ lại càng thêm chật hẹp. Chào em, tôi là Nhiếp Tình, gọi tôi là Tình Tình được rồi. Y vừa nói lại vừa xoay sang chạm vào trong đầu của Trịnh Thiếu Bạch, thật là thân thiết mà vỗ vỗ cho mấy cái. Nè, con có khỏe không chứ? Chú hôm nay đến đây để kiểm tra tình hình sức khỏe của con đó. Nè, thôi chúng ta vào bên trong rồi từ từ hắn nói chuyện hen. Dạ, thật ngại quá, từ nãy cho đến giờ đã bắt mọi người phải đứng ở ngoài cửa rồi,
Xin mời các vị vào trong ạ. Được. Không đợi Trịnh Yên Chi nói xong, Nhiếp Tinh liền tiến lên phía trước, đẩy vai của Tiểu Bạch. Ba người bọn họ bước vào trong nhà. Hoàn cảnh Du và Ngụy Châu bị xem nhẹ, lại còn đứng nhìn nhau bên ngoài cửa. Chú con cũng thật là thuận miệng đó. Người bình thường không phải là sợ dạy hay sao chứ? Bạn Thông Khinh.